Em quay cho cả nhà mình xem một con trụ 5 bát này trước khi là nó vận chuyển đi các bác nhá. Con này thì em đã bán rồi. Con trụ 5 địa bát này em bán đi rồi ạ. Thì đây em quay cho các bác xem. Nhà mình có nhu cầu mua thì nhắn tin cho em nhá, để em tư vấn nhá. Đấy, quay mặt sau này. Con trụ 5 bát nghiến ạ. Chất liệu gỗ nghiến nhá, để các bác về trồng lan đấy. Từ từ anh ơi, em cho em quay một cái. Anh phải tiến lên mới được. Anh lùi như thế thì sâu quá làm sao mà ấy được. Lũa, quay cho các bác xem nha. Đây này, có những con chậu hàng to như này các bác nhé. Hàng này thì nó hơn 1 mét các bác ạ. Thì khi mà nhà mình mua hàng, đặt hàng đấy, thì nhà mình liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0983 185 998. Đó, số điện thoại Zalo của em nha. Thì các bác vào Zalo để em tư vấn cho các bác. Đây, nói chung là con này hơi nặng, cồng kềnh một tí đấy ạ. Để em quay xem là nó có dễ quay không, em quay cho các bác xem luôn. Chân bò rất là đẹp luôn. Nói chung là bạn này to nên em sẽ chụp ảnh lại qua Zalo cho các bác nhé. Lòng chậu rất là sâu và to nhé cả nhà ơi. Trụ gắn chậu thì hôm nay em lên hàng mới nhá. Hôm nay sẽ có một số những cái mẫu hàng mới, hàng đẹp các bác ạ. Em mời nhà mình vào Zalo để xem hàng cũng như là kết bạn để xem thêm các cái mẫu hàng đẹp nhá. Để về hàng trụ này này. Đó. Em có mẫu cụ thể, có ảnh các thứ ở trong đấy hết các bác ạ. Đấy, em mời nhà mình vào nhà mình xem. Xem là nhà mình có ưng cái mẫu nào cũng nhá. Chất gỗ này rất là tốt ạ. Anh cho em mấy con treo lên trước thì được cho nó gọn. Thì con treo em hạ xuống đây được. Nào, lên hàng phôi nhá bác ơi, hàng phôi mấy hàng treo nhá. Con này là mã số 232, 232 ạ. Giá em đang bán là 350.000. 350.000 đây, cứ nhắc vài con chồng lên nhau được mà, đỡ phải đi lại nhiều. 232 này, bộ này đẹp nha các bác ơi, 350.000. Đây, bộ này có cái con này đẹp này các bác này. Các bác nhìn thấy cái lũa của nó xoắn không? Đó. Thì cái lũa mới này, đẹp chưa? Rỗng ở trong này. Nó nhẹ thôi, trông nó tròn đây mà nó nhẹ thôi nha các bác nhé. Đẹp luôn đấy ạ. Đây, xoay cho các bác xem này. Một con này hàng tròn dày này. Con thứ hai là hàng to, nặng hơn một chút này. Đấy, mà dáng dấp rất là đẹp các bác nhé. Dáng dấp khá là ok ạ, đẹp. Mà nó là ví dụ như một cái tay treo này được luôn này. Ép vào đây treo một cái như này cũng ok. Tiếp này, con này cũng là một con tay treo bé. Gọi là hàng bé bé, xinh xinh. Đấy, xong rồi em sẽ lên vài cái con hàng treo cho các bác. Rồi sẽ lên tiếp hàng bộ nhá. Các bác cứ kéo hết video để xem nha. Em lên con này nữa đi. Vứt ngay đấy, được anh ạ. Hả? Sao? Đi xa quá à? Em lên con này tiếp là mã số 26, à 236 ạ. 236, 480. 480.000 con này các bác nhá. Đây, các bác nhìn lòng chậu này. Chậu lũa con này không động máy vét đâu, mà nó có hình luôn như thế này nhá. Nó treo như này ạ, đúng là nó treo như này luôn. Và nó có cái dạng lũa trong như này. Cái này các bác chỉ cần dán đúng một lớp lưới thôi, trôi nước rất là nhanh mà nó róc nước. Các bác ghép hàng này nó róc nước các bác nhá. Đấy, cứ để vào đây cho em đặt định được. Còn treo không? Lên tiếp một con bé nữa đi. Con bé này xinh này, một khối này các bác này. Đẹp không? Rất là xinh các bác nhá. Con này mã số 239 ạ. 239, giá bán là 480. 480.000 con này. Bé nhưng mà nói chung là cũng phải ở cái tầm giá đấy các bác nhá. Bởi vì là hàng công làm với cả tiền ship nữa. Cái này nó cũng hơi nặng một chút. Nó không giống như những cái hàng nhẹ nhẹ kia. Tiếp theo, một con to. Con này gỗ kháo. Cái cuốc cái gò màu mà nó nâu nâu như này, nó màu vàng nâu như này, nó là gỗ kháo các bác nhá. Lên con này là mã số 238 ạ. 238, nhà mình em giao lưu 650.000. 650.000 đấy là cả ship rồi nhá. À, đau quá. Con này lòng chậu nó sâu nhá. Lòng chậu sâu như này luôn các bác nhá. Tầm khoảng 40 luôn đấy. 40 luôn. Đây, các bác nhìn nhá, lòng chậu đây nhá. Tròn đều. Đây, quay xa cho các bác nhìn này. Nó sẽ dễ nhìn hơn. Nói chung là em thấy là được các bác ạ. Tiếp một con nữa, con này mã số 237. 237 là một cái mã này gồm có hai cái bát nha các bác ơi. Các bác để ý giúp em này, em bê ra xa này các bác nhìn nhá. Thứ nhất là nhà mình nhìn dáng trước giúp em đi ạ. Còn đây lòng chậu đây. Ở đây thì nó sẽ có hai cái lòng như này các bác này. Một cái lòng ở đây và một cái lòng ở đây các bác nhá. Bởi vì cái này nó dạng lũa được, khả năng là nhìn sẽ hơi khó, nhưng nó sẽ có một cái lòng ở đây này, một cái lòng bên này. Tức là nó có hai, một trên một thân mà sẽ có hai bát. Mà giá thì rất là rẻ các bác nhá. Con này xem nào. 650.000 thôi ạ, 650.000. Mã số 237. 237 nha nhà mình. Đó, 650.000 một cây này gồm có hai bát như này luôn các bác nhá. Đấy, quay kỹ cho các bác nhìn luôn. Ghép tốt rồi các bác ạ, hàng này. Những cái hàng này ghép ok rồi. Lên đây còn một con nữa em lên nốt đi. Xong em sẽ chuyển sang hàng bộ nhá. Mã số 213 239. 390.000 con này nhá. Các bác nắm xa dáng giúp trước giúp em này. Trước sau này.
lòng chậu này, lòng chậu treo nhá, cái này gọi là hàng bát treo nhá, hàng bát treo lũa nhá. Đó, 390.000 cả ship ạ. Em mời nhà mình lên đơn nhá. Lên tiếp một bộ này có dạng tay treo, rất là đẹp mã này luôn. Mã số 241. Mà những cái mã như này rất nhiều bác thích và muốn đặt ạ. Mã số 241. Giá 350.000 hai cây. Đây ạ, được một con sậm này. Này, tay treo này các bác nhé, nhìn các bác nhìn cái lũa này. Đó, hàng này em vừa mới rửa tối hôm qua nhá. Vừa rửa tối hôm qua đấy ạ. Hàng mới nhá. Đó, được cái tay treo rất là đẹp luôn. Một con này, hai con này. Đây, con này thì dày dặn, treo hàng to hơn một chút đó nhá. Đây, hàng này em vừa mới rửa nên là cái màu nó vẫn còn chưa sáng hẳn đâu. Bởi vì là nó vẫn còn ẩm mà. Đó, nó vẫn còn hơi ẩm một chút. Tối hôm qua vừa rửa xong, hai con tay treo. Đâu lên tiếp một con chậu này nữa đi. Đây, lẫn một con này ở đây, mã số 32 này. 32, 750.000 con này. 750.000 con này các bác nhá. Chậu treo, con này cực đẹp luôn ạ. 750.000 rất xứng đáng các bác ạ. 750.000 nha. Đây, dáng núi. Đấy, một con bát treo. Em thấy là đẹp, nói chung là em đánh giá là ok các bác, yên tâm nhá. Gỗ găng bầu, hàng Vân này các bác nhìn này. Gỗ găng bầu, nó là đỉnh nhất rồi. Các bác yên tâm rồi. Đây, còn một con kháo này nữa. Lên nốt một con kháo này nữa. Con này mã số 166. 166 giá bán 680.000. Bạn này hàng to dày, được cái là cái lòng chậu rất xinh này các bác nhìn này. Cái lòng chậu nó tròn, nó xinh như này cơ mà. Đó, hàng chất lượng các bác nhé. Hàng này là hàng chất lượng rồi ạ, khẳng định nhá. Đấy, tay treo hàng chất lượng luôn. 680.000 các bác yên tâm với cái giá này thì hàng rất là đẹp rồi nhá. Đánh viền bo viền các thứ kỹ càng đẹp. Nhấc sang bên này coi, nặng quá. Thế mà vừa lấy quẹt phát vào tay mà bỏ luôn. Lên tiếp hàng bộ đi, hàng phôi đi các bác ơi. Mã số 235. 235. Giá bán 340. Cái này cũng được mấy cái tay treo này. Đây, mấy cái tay treo này, con này đẹp nhất này. Con này em thấy là đẹp nhất, các bác nhìn dáng này. Đó, em thấy là đẹp nhất trong cái bộ này luôn đấy. Đấy, da lũa vàng sáng đẹp luôn. Con đầu tiên này. Con nữa này. Tay treo này. Dáng chữ L tay treo này. Đó. Tiếp này. Em ướm vào người như này là các bác cũng đủ hình dung là nó ở cái tầm nào đấy. Kích thước nó to ở cái tầm nào ấy. Bởi vì hãy lên hàng đều nhiều này thì không thể đo được từng cái một các bác ạ. Không cảm. Lên thêm một bộ tiếp theo. Bộ số 240. 240. Ở bộ này thì bộ này thì 5 cây, 320 thôi. 320.000 5 cây ạ. Đây, em quay cho cả nhà mình xem nhá. Đó, cây đầu tiên một này. Cây thứ hai này. Ô, con này treo đẹp quá luôn này các bác này. Đó. Ok chưa ạ? Đẹp chưa, con này đẹp đấy. Một cái nữa này. Tiếp này. Đây, em dí lốt cho em bụng kia lên đây. Đó. Đây. Tiếp này, 2 3 cái rồi này. 4 cái này. Cái gỗ nó mới nó đẹp như này, hàng này toàn hàng tối qua em rửa hết. Đấy, treo đầu nào cũng được luôn. Tiếp này, còn một con này nữa. Đấy, cái lũa này các bác nhìn cái lũa này. Nó vẫn còn những cái vẩy bụi của cái khác bắn sang ấy, ví dụ rửa ấy. Đấy, cái này đập một vài cái ví dụ như khi mà em chuyển hàng đi, chuyển hàng về nó sẽ rơi cái bụi này xuống. Bởi vì hàng này là em rửa em biết. Đây là hàng mới rửa nó đỏ như này, nó còn ẩm ẩm như này đây các bác này. Em lên con này mã số 233. 233 7 cây, 340. 340 bao ship 7 cây. Nha. Đây các bác nhìn này, nhìn cái lũa này. Rất là xinh nhá, mình nếu mà mình bỏ chậu những con này thì rất là xinh rồi. Một này. Này các bác nhìn này. Cái lũa này xinh chưa? Đẹp luôn này. Đó. 2 này, 3 này, 4 này. Yên tâm hàng chuẩn chỉ các bác nhá, cứ đọc mã cho em, gọi điện đọc mã cho em là chuẩn mã cho các bác luôn. Gọi là nếu như có nhầm lẫn thì nó chỉ rơi vào khoảng 2-3% nếu mà nhầm lẫn trong 100% thôi. Bởi vì cố gắng là làm sao mà cho chuẩn nhất. Vì tránh cái trường hợp là các bác về là nó không đúng kiểu, là mình đã không thích rồi kiểu đấy. Nên mình làm nó phải đúng. Bác nào mà cẩn thận ấy thì chụp ảnh lại gửi qua Zalo cho em là chính xác nhất. Đấy, tội đâu thì em chịu. Nào, lên bộ tiếp theo đi ạ. 234. Ô, con này đẹp nha. 234 nhà mình ơi, đẹp chưa? 234 này. 3 cây thôi. Giá 360. 360k bao ship. Nhưng mà cái lũa của nó phê luôn này các bác này. Lũa đẹp luôn. Nào. Đẹp lắm. Cái lũa nó sâu, nó đẹp lắm. Đó, cố gắng là soi kỹ một chút này, vẫn hơi ẩm thì em rửa mà. Cái hàng này tối qua em nhặt một ít tay em rửa cho nó đúng ý ấy. Chứ thực ra hàng thì rất nhiều ở ngoài, nhưng mà muốn là rửa một ít cho nó đúng ý, đúng kiểu, đúng cái kiểu mà khách hàng đang cần. Đây, cây nào cũng đẹp luôn các bác ạ. Ba con này con nào cũng đẹp. Được cái da lũa nó rất là tốt, gỗ tốt. Để trong này này nó còn nước này, nó còn chưa, nó kiểu nó còn chưa khói đấy.
chưa khói nó phải mang vào bán rồi ạ. Đó, nó phải chạc như này các bác nhé. Thì hàng hơi to dài em để ngang màn hình một chút thì các bác chịu khó gọi là nhìn giúp em, tưởng tượng giúp em một chút. Bạn này mã số 34, 580.000, 580.000 là cả ship rồi. Đây ạ, các bác có thể thấy là hàng rất là nhẵn nhá. Đấy, hàng cực kỳ là nhẵn luôn. Đây. Đây, quay em quay dọc cho các bác nhìn nhá. Bạn này thì nó sẽ cao cao đâu đấy vào khoảng cỡ tầm 1m1, 1m2 tầm đấy các bác ạ. Đây ra lũa đây nhá. Mã số 34. Liên tiếp mã số một con mã dài này tầm chắc tầm 1,5m đấy ạ. Bạn này mã số 66 giá bán là 450.000. 450.000 cả ship các bác nhé. Đây ạ, đây là một mặt này. Đấy, dài như này các bác nhé. Các bác nhìn những cái đường sóng lũa không ạ? Đây, một mặt ở đây. Cái này các bác dựng lên làm trụ tốt các bác nhé. Bác dựng giúp em lên làm trụ tốt này. Đó. Nó có những cái sóng lũa như này nhá. Con này dài đấy, chắc tầm khoảng 1,5m. Đây. Tiếp em lên cái mã số 33. Mã 33 này giá bán là 100.000. 100.000. Những cái mã hàng bé như thế này thì các bác giúp em chọn lấy thêm cây nữa nhé. À, vì là nó là cái hàng nhỡ nhỡ nên em cứ lên một chiếc một. Để xong các bác giúp em là chọn lấy 1-2 đơn cho đủ đơn 300.000 này em bao ship. Cứ đơn 300.000 cho nhà mình này em bao ship đi rồi nhá. Tiếp này. Mã số 65. 65 295.000. 295.000 con này nhá. Nó tròn các bác ạ. Cái mã này các bác đặt bể cá tốt nhá. Con này thì nó tròn đều này. Làm trụ cũng được, ghép lan cũng được, đặt bể cũng được nhá. Đây nó tròn như này các bác này. Nó tròn thành một khối như này nhá. Đó, em quay cho nhà mình nhìn này. Đặt lên như này. Đó, nó thành một khối hoặc là như này nó tự đứng nó thành một cái mặt đôn luôn đấy ạ. Các bác có thể đặt chậu lên trên này được. Đặt giá gì? Con này là 50 65 295. Tiếp một mã này nữa. Mã này thì dạng sụn nhá, rất là nặng các bác nhá. Con này thì dạng sụn rất là nặng. Các bác nhìn cái sóng lũa trước giúp em đi ạ. Để xem cho các bác xem dáng. Đấy. Nó dày như này nhá. Nó dày như này đấy. Con này rất là nặng luôn. Nói thật với các bác là bạn này quá là nặng và mới với cái mức giá này là quá là rẻ các bác ạ. Bởi vì bao ship mà. Em không nhớ chính xác là con này bao nhiêu cân nhưng mà cực kỳ là nặng luôn. Em phải bán với cái giá là 450.000 con này số 75 nhá. Đây ạ, các bác nhìn này. Các bác có thể là mình xẻ ra mình chơi lũa cũng được hoặc đặt nó thành một cái mặt đôn cũng rất là hay. Tóm lại là nó rất là dày dặn nhá. Lên cái mã tiếp theo đi ạ. Mã số 61, mã số 61 giá bán là anh cho em con gỗ sậm đi. 140.000 nhá, 140.000 chiếc này nhá. Để mình giúp em là giúp em chọn lên thêm một cái nữa đi. Đấy, các bác nhìn lũa này. Các bác dựng lên như này ghép cũng được. Hoặc là các bác ghép treo như này nhá, hoặc là đặt bể cá dạng núi như này cũng rất là hay. Đây. Đây. Đó. Mã số 61, 140.000. Bạn này thì nó tròn tròn, còn bạn ấy thì nó chỉ dài cỡ tầm khoảng 50 phân thôi. 45-50 phân. Lên thêm một con này dài nữa này, cũng tầm 1m2 này. Mã số 32, 32 450.000 cả ship rồi. Các bác nhìn thấy không ạ, cái dáng cái cây này của nó ở đây thì các bác đặt bể cá nó cũng sẽ rất là hợp nhá. Đấy, nó tròn đều, nó dày dặn và các bác đây, ghép như thế này các bác ghép cây cũng được. Kể cả các bác treo lên như này cũng rất là ổn. Mà đặt bể cá thì cái rễ của nó lần ngoằn nó cũng rất là hay. Như cái dáng đầu tiên em quay cho các bác ấy ạ. Tóm lại là con này tương đối là nặng. Chất gỗ đẹp. Đây, cái dáng đẹp nhất của nó đây để có thể khoe được cả lũa cả cái phần bên này nữa. Tất cả các phần đều đẹp nhá. Mã này thì tầm khoảng cái này em đọc được không? Anh em con gỗ sậm bé kia nữa. Con này là con gỗ nghiến này các bác này. Con này thuộc dạng như là dễ nghiến. Dài tầm khoảng 1m2, 1m3. 1m3 đấy. Mã số 74. 74 giá bán là 370.000. 370.000 cả ship. Đấy, sóng sánh gập nhá. Sóng gập như này các bác nhá. Đấy, cái sóng nó gập như này này. Nó xoắn đều và con này rất là dày. Bác nào mà đặt trụ đứng ghép lan thì rất là hợp luôn ạ. Và gỗ nghiến thì cực kỳ là bền rồi. Con này sóng sánh đều và con này em khẳng định với các bác là chất gỗ đẹp và cũng như là dáng nhá. Là đẹp nhá. Lên tiếp con số 39-100.000. 39-100.000. Hàng to này các bác này. Dài cỡ khoảng 90 phân. 7-80 phân. Đó, chắc tầm khoảng 8-90 phân đấy. Đấy tầm đấy các bác nhá. Đấy dáng bay này. 100.000 các bác giúp em chọn thêm một mã nữa. Nếu ví dụ các bác chọn được nhiều mã thì em sẽ bớt một chút các bác nữa nhá. Lên thêm con mã số 76 giá bán là 490. Con này thì một cái mặt nó của nó là dạng lũa như này nhá. Nó có dạng lũa như này và nó rất là dày. Cái quả của nó hình tròn, nó tròn vo luôn. Và cái phần gai này của nó là nó là dạng nu gai rồi. Nó già nó là dạng nu gai rồi. Cái này là gỗ kháo và cái này là nu kháo các bác nhá. Thì nhà mình có thể để làm chân đôn hoặc là đặt bể cá, đặt ở trong các cái bể cá. Đấy cũng rất là đẹp và nặng và chìm nhá. Em tiếp một con kia nữa. Em lên thêm một con nữa đi, xong sẽ chuyển sang cái hàng treo cho các bác. Anh lên luôn cho em hai con treo này luôn. Con mã số 60. Mã số 60, 650.000 con này. 650.000 nhá. Một con đứng dáng trụ
650.000 cả ship cả nhà ơi. Dáng trụ tay cành đấy đã cắt gọn gàng, và con này thậm chí em còn, con này không nhầm mà còn đánh giáp rồi các bác nhá, rất là mịn. Các bác về các bác ghép đây trâu đi, rất là hợp và rất là đẹp nhá. Chân đứng vững luôn, con này thì tự đứng được luôn rồi. Chất liệu cũng kháo á, hoặc nhà mình có thể ngửa ra làm một cái chậu được đấy. Các bác ơi, em lên ba cái con trụ bát này nhá. Ở đây này, ví dụ đây là 1 này, 2, 3 này các bác này. Đấy, em lên đầu tiên thì sẽ là cái con nghiến này đi. Con trụ bát nghiến này. Đấy, có bát này. Có mã số là 56 nhá, mã số 56, giá bán là 950.000. 950.000 con này nhá. Đầu tiên là cái mã nghiến này. Đấy, 950.000 cả ship rồi này. Tiếp đến con này. Con này là găng bầu, các bác nhìn nó giống cái ly không ạ? Chân này, lòng bát này. Đó, găng bầu là con này nhá. Con này là con găng bầu này. Mã này là mã số 9 ạ. Mã số 9, mã này cũng 950.000. 950.000 nhá. Bác nào mà ôm luôn cả ba mã này em giảm giá bất ngờ luôn. Đây còn một, tiếp đến là một con này, chậu này nữa. Con chậu này là kiểu dạng như chân bệt. Đấy, lỗ xung quanh, dạng hốc ở giữa. Con này là mã 40, giá 409. Mã 40, 409. Con này thì tương đối nặng một tí các bác ạ. Đây, xoay cho nhà mình xem nhá. Nó kiểu nó tròn tròn cục cục như này này. Hơi nặng một tí. Bạn này 490 em giảm giá một chút đi. Chưa cần lấy hàng em giảm giá một chút đi. Con này em để xuống 450.000 cả ship đi. Đấy, bác nào lấy thì em đọc mã đấy rồi nhá. Nhà mình xem lại giúp em nhá. Xem lại mã giúp em mà được. Con trụ bát 2 tầng các bác nhé. Con trụ bát 2 tầng này là dáng dài, dáng chậu thuyền. Bạn này em giao lưu giá 2, mã 2 tầng này là giá 2,2 triệu nhé. 2,2 triệu mã này các bác ơi. 2,2 triệu cả ship ạ. Đấy, chân bò, chân quỳ này. Hai chậu, một chậu to, một chậu nhỏ. Đấy, các bác xem chậu nhá. Nhà mình thích mã này nhắn tin cho em chụp ảnh lại cho. Đo lại cái kích thước chính xác. Em chưa đo đâu thì em áng chừng nó cao vào khoảng cỡ tầm 70-75 phân tầm đấy, mà chiều ngang tầm khoảng cỡ 1m1 đấy, nó kiểu dáng nằm ngang tầm đấy các bác nhé. Chân quỳ chân bò rất là đẹp luôn. Còn một con chậu cũng găng bầu này nữa, đây lòng chậu này các bác này. Con này găng bầu luôn, vân viết rất là nổi và đẹp nhá. Bạn này cũng gần giống như các bạn kia, kiểu như cái kích thước ấy, nó cũng tầm đấy. Một con trụ nghiến tiếp theo các bác ạ. Con trụ nghiến này là một cái bát thuyền nhá. Chân như thế này này, chất liệu gỗ nghiến. Bạn này thì có kích thước là 74 x 70 x 40 ạ. Đấy, các bác cứ nhớ cái kích thước này cho em, là báo mã rất là chuẩn nhá. Mã này 74 x 70 x 40. Em giao lưu mã này với cả nhà mình thì giá rơi vào 1,280.000 ạ. 1,280 cả ship ạ. 1,280 cả ship nhá. Được, có được cả hai cái chậu luôn này các bác nghe. Được hai cái chậu đôi luôn ạ. 1,280 ạ. Nhà mình ưng nhắn em nhá, em ship cho cả nhà mình luôn nhá. Cái mã trụ em lên tiếp theo đây thì cũng vẫn là chất liệu gỗ kháo, và bạn này thì có thể chơi được 4 mặt luôn ạ. Đây, như em đang quay là ở một mặt các bác nhé, các bác có thể thấy đấy ạ. Chậu có gắn cả phần phía sau luôn. Bạn này lũa đẹp 4 mặt luôn ạ. Đây, nó thông nhau như thế này các bác nhé. Đây, nếu mà nhìn từ trên xuống nó sẽ như thế này. Em sẽ quay các mặt cho các bác xem luôn này. Đây, nếu mà nhìn một mặt nữa nó sẽ nhìn theo cái kiểu chiều hướng như thế này các bác nhé. Đấy, nó sẽ xòe như thế này, xòe to như thế này. Đây, cái phần chân nó xúc như thế này đây. Đấy, gỗ già đẹp nhá. Mã số 329 ạ, mã số 329 đang có kích thước là cao, chiều cao 1m30, chiều rộng là 1m1 và chiều sâu ở đây là 1m08 ạ. Đó. Đây nhá, em sẽ để cái mặt này là mặt chính này. Khi mà nhìn check sang bên này sẽ để nhìn thấy đầy đủ tất cả các mặt chậu này. Đấy, và lũa ở trong này, lũa giữa nhá. Xoay vào đây cho các bác xem lũa này. Đây. Lũa rất là lì và đanh nhá. Hàng lõi rồi. Rất là bền nhá. Chân này, phần chân đế đây. Xoay từ trên xuống nhá. Đấy, sẽ nhìn thấy tất cả các mặt đều có chậu luôn. Cái này thì sẽ đặt ở cái dạng như, ví dụ như các bác trồng cái trụ này thì nhà mình có thể đặt ở giữa đấy. Đặt ở giữa nhà luôn thì sẽ xoay được tất cả các mặt nhá. Em lên một mã này xinh xinh các bác nhá, nó không cao quá mà cũng không to quá. Bạn này thì cao 1m, chiều rộng cũng là 1m luôn ạ. Chiều cao 1m, chiều rộng 1m nhá. Em có gắn thêm chậu căn xe ở trên này và gắn thêm vài cái gáo dừa cho nó xinh nhá. Cái này để gắn nhiều chậu quá thì nó sẽ hơi bị bí. Thế nên là em gắn vừa vừa để các bác nếu mà nhà mình muốn gắn thêm thì em cũng có thể hỗ trợ nhá. Chất liệu gỗ kháo á, mã số ở đây là 330. Mã số 330 em đang bán giá bao ship cho cả nhà mình là 2,100.000 ạ. 2,100.000 nhá. Em xoay các góc cho các bác xem này. Tay cành được cái là rất là vừa phải, không bị
quá là xòe to đâu, mà nó chỉ rộng khoảng 1 mét ấy, thì nó cũng rất là hợp lý. Đấy, bác nào mà mình có cái chỗ nhỏ nhỏ đặt góc thì cũng sẽ rất là đẹp nhá, vì cái tay cành nó sẽ rất là đối xứng. Giá 2.100.000 ạ. Chậu nét cong luôn nha các bác nhá, chậu rất là nét và đẹp luôn, chậu mới tinh ạ. Cái mã trụ này thì là chất liệu gỗ kháo các bác nhá. Bạn này thì là gỗ kháo này. Cái thân trụ ạ, thân chất gỗ là gỗ kháo. Còn cái chậu ở đây là chậu gỗ cam xe. Hàng chậu gỗ đẹp luôn nhá, gỗ cam xe cực đẹp luôn rồi. Đấy, da lụa, da lũa mịn này, làm sạch sẽ mịn màng nhá. Trụ này có mã số là 328 ạ, 328. Đang có giá bán bao ship cho nhà mình là 2.850.000 ạ. Giá đã bao ship tận nhà cho nhà mình nhá. Em ship toàn quốc ạ. Giá 2.850.000. Hàng này thì hơi nặng một chút các bác nhá. Hàng gỗ sụn đấy ạ. Bạn này thì là gỗ sẽ là gỗ xịn luôn đấy, bởi vì toàn bộ cái gỗ nó sẽ là dạng như sụn như này này, gỗ nó già nhá. Lỗ hai mặt đẹp ạ. Kích thước sản phẩm là chiều cao 1m13, chiều rộng là 96 và chiều sâu là 60 ạ. Đây em quay ngang cho các bác xem cái chiều ngang này. Đấy, nó kiểu như này, cái độ sâu của nó hắt từ tường ra như thế này là 60 phân. Nói chung là tương đối gọn gàng nhá. Bác nào mà nhà mình ít diện tích thì là nó rất phù hợp đấy ạ. Em đây cái mã này, cái hình thức của nó tương đối là đẹp các bác nhá. Nếu mà nhìn về hình thức kiểu dáng mẫu, em xoay cái mặt sau cho các bác nhìn luôn. Nó đằng sau lưng của nó là dạng chun nhá. Đẹp lắm các bác ạ. Rồi, gỗ chứng tỏ là gỗ rất là già rồi, kiểu dáng thì rất là ok. Chất liệu gỗ ở đây là găng bầu. Còn mã số là 519, mã số 519. Kích thước cao 1m02, chiều rộng là 89. Còn giá bán bao ship toàn quốc là 1.550.000 mẫu này. 1.550.000 các bác nhé. Đấy, nhà em hiện tại bây giờ đang rất rất nhiều mẫu ạ. Nhà mình cứ vào tham khảo thêm ạ. Mã này lên siêu to siêu nặng luôn các bác ạ. Bạn này thì tương đối là tròn và nặng đấy ạ. Nói chung là nặng trong so với những cái mẫu mà nó cùng kiểu như này thì nó tương đối nặng hơn. Kích thước ở đây là cao 1m7, chiều cao 1m7, chiều rộng là 1m2 và có chiều sâu là 80. Chiều sâu 80 thì các bác biết là nó dày như nào đấy ạ. Nghĩa là nó dày và nó nặng, cái phần trên nó rất là nặng luôn. Gỗ, chất gỗ thì nó bóng lừ luôn đấy. Chất liệu gỗ kháo nhá. Mã số ở đây là 495. 495. Đây này, quay cho các bác xem là cái gỗ nó lì như này cơ mà. Yên tâm là không bao giờ hỏng luôn nhá. Nhà mình sử dụng những cái mã này mà ghép lan lên thì cực kỳ bền. Cái này nhà mình kể cả những cái mẫu trụ kia mà nhà mình tháo chậu ra, ghép cây không lên cũng rất là đẹp. Cây này nhìn được mấy dáng luôn, đứng ở góc bên này em cũng nhìn được một dáng nữa đây. Mã trụ tiếp theo, bạn này thì đang có cái phần dáng nó hơi cong giống như hình mặt trăng các bác nhé. Đấy, nó sẽ có hơi hơi cong và hơi rủ sang một bên như vậy. Bạn này trông dáng khá là điệu ạ. Ở đây thì kích thước sẽ là cao 1m69, chiều cao 1m69, chiều rộng là 1m25 ạ. Và có độ sâu là 65 nhá. Đây này, cái phần lũa của nó khá là mảnh. Nó lũa ở trong này và lũa mảnh nhá, nó không bị dày thịt quá. Đấy, xoay các góc cho nhà mình nhìn nó được kỹ hơn. Đại loại là chất gỗ thì khi mà nhà em đã làm những cái hàng to này rồi thì nhà mình yên tâm là về cái chất gỗ nhá. Nó phải đẹp thì mình mới lên những con trụ to này được. Đấy, hàng này là thuộc diện là hàng những cái hàng đắt rồi. Thì mình yên tâm về cái chất gỗ cũng như là kiểu dáng. Đây chậu này, quay chậu cho cả nhà mình nhìn luôn. Chậu này nhà em có bán luôn đấy các bác, có bán lẻ luôn đấy. Chậu cam xe, hàng xịn luôn, đẹp. Size ở đây là size 20 nhá. Chân đế này. Bạn này đang có mã số là 494 ạ. 494. Em giữ máy xa một chút nhá để cả nhà mình cùng nhìn lại dáng này. Còn ảnh này em có hết trong Zalo rồi, nhà mình cứ vào Zalo xem thôi. Em lên tiếp theo là một mã trụ chất liệu gỗ kháo nhá. Bạn này thì tương đối là to, cao và nặng đấy ạ. Và cái dáng lũa thì nó hơi kiểu dạng như hình tròn một chút. Đấy, nó sẽ tròn xoáy tròn nhá. Bạn này thì có chiều cao là 1m77, chiều rộng là 1m25 và chiều sâu là 70 ạ. Có mã số hiện tại là 491 ạ. Khi nhà mình xem hàng thì nhà mình cứ đọc mã giúp em thôi thì là nó rất là chuẩn về mã. Đấy, cũng như là kiểu dáng hình thì em sẽ tư vấn nhà mình qua Zalo thêm nhá. Em quay kỹ hơn cái phần đằng trước này cho cả nhà mình nhìn này. Phần chân đế thì tương đối là vững chắc rồi nên nhà mình yên tâm là sẽ không bị lung lay hay là di chuyển nó khó đâu. Mỗi tội là nó sẽ hơi nặng một chút thì là nó sẽ bởi vì nó to mà các bác. Bạn này là chất liệu gỗ kháo rồi nên nhà mình yên tâm là về chất gỗ nhá. Cả nhà mình nhìn qua cái phần đầu gỗ này. Đầu gỗ rất là dày dặn. Hàng thì yên tâm là hàng đẹp rồi, chất gỗ thì rất là bền. Cái này thì các bác cứ sử dụng thoải mái luôn, cực kỳ bền để nắng mưa được nhá. Mã số 491 ạ, mã số 491 nhá cả nhà. Lên mã 431 ạ. Mã số 431 này là một mã dạng
trụ đĩa, trụ có gắn 5 chiếc đĩa so le nhau lên như này các bác nhé. Và nó hình bậc thang là xoắn ốc như thế này. Nếu mà chụp ảnh thì thực ra là nhìn trong ảnh thì sẽ không nhìn rõ hết. Nó là gỗ nghiến á, nu nghiến nha các bác. Trụ này gồm có 5 đĩa. Đấy, và xếp theo tầng như vậy ạ. Chiều cao là 1m35, chiều rộng là 1m25. Bạn này thì cực kỳ dày dặn và nặng nhá, riêng cái phần bầu dưới đã cực kỳ là nặng rồi. Cái hàng này thì rất là bền nhà mình ạ. Nói chung là yên tâm. Nhà mình bày cây trang trí lên bên trên hoặc là nhà mình đặt tượng. Mã số là 431 nhá cả nhà. Nhà mình vào Zalo tham khảo thêm đi ạ. Rất nhiều mẫu ạ. Đĩa này cũng là đĩa nghiến các bác nhé. Đĩa bằng nu nghiến mà em xẻ ra đấy ạ. Đĩa rất là đẹp, nhà mình yên tâm. Em có đặt những cái chậu cam xe ở trên để minh họa. Mã trụ chất liệu gỗ nghiến ạ. Bạn này là nu nghiến luôn đấy ạ. Đấy, em sẽ kết hợp là gai, nu gai gần như là em sẽ cho phun luôn. Đấy, và ở trên trụ thì em có kết hợp là sẽ gồm có 5 đĩa. Đĩa cũng bằng đĩa nghiến luôn nhà mình ạ. Để nhà mình bày đồ nhá. Còn cái những cái chậu mà em đặt trên này gọi là chỉ là chậu minh họa thôi. Đấy, chứ không trụ không kèm theo chậu nhá. Đặt chậu không đã đẹp như này rồi đúng không ạ? Mã số 363. Kích thước ở đây là cao 1m2, chiều rộng là 1m05 và có chiều sâu là 48. Gỗ nghiến này thì nó có một cái ưu điểm là nó rất là bền. Thế nhưng ngược lại thì nó lại hơi nặng một chút nhà mình ạ. Đĩa cũng rất là đẹp nhá. Hàng này mới chỉ là hàng thô mộc và nhà em mới chỉ làm sạch và đánh ráp các thứ cho nó mịn màng đẹp thôi. Nhà mình muốn phun lên cũng rất là hợp lý luôn. Mã số 363 nhà mình ạ. Mã này có số sẽ là 903 các bác ạ. Mã số 903 là một mã chất liệu gỗ nu nghiến ạ. Dạng các bác có thể chơi hàng tranh cảnh hoặc nhà mình ghép lan. Tại vì thực ra là em vẫn đang nó để trong cái tình trạng là mộc và nhà em đã có làm sạch, đánh ráp mịn màng rồi các bác ạ. Đây, rất là đẹp to nhá, tầm khoảng 65 cân cho em. Chân đế cũng bằng nu nghiến luôn. Em vào em quay xoay mặt sau cho các bác xem nào. Cao sẽ là 1m4 các bác nhé. Em xoay mặt sau cho nhà mình xem luôn. Cao 1m4. Đấy, to đẹp luôn này. Rồi, xoay lại đi em. Cao 1m4 này, rộng là 75, chiều sâu là 50. Lũa rất là nặng luôn các bác ạ. Dạng lũa nu nghiến, bìu nghiến. Mã nu nghiến dựng cảnh tiếp theo ạ. Cái này thì nhà mình một là có thể chơi cảnh, hai là nhà mình có thể ghép lan được cho em nhé. Và cực kỳ là bền rồi. Hàng gỗ nghiến này, nu nghiến Lạng Sơn đấy ạ. Mã này cao 1m25, chiều rộng sẽ là 75 và chiều sâu là 50. Đây ạ, nhà mình có thể nhìn những cái gai trang trí của nó, hàng tự nhiên này. Gai rất là đẹp luôn nha. Nhà mình có thể vào Zalo để em tư vấn thêm cũng như là chụp ảnh cho cả nhà mình xem được nhiều mẫu hơn. Mã số sản phẩm sẽ là 904 ạ. Mã này thì là nặng vào khoảng 70 cân cả nhà mình ạ. Đấy, xoay trực tiếp cho nhà mình xem luôn. Đằng sau thì nó là dạng chơi lũa, đằng trước là mình chơi nu nhá. Hàng rất là nặng, gỗ đẹp ạ. Cái này mà đặt góc ghép lan thì quá là đỉnh luôn các bác ạ. Mã số 904. Một mã nghiến siêu đẹp luôn các bác ạ. Đẹp từ hình dáng cho đến chất gỗ nha. Kể cả cái phần chân đế của nó cũng đặt được làm cũng bằng nu nghiến luôn. Rất là tỉ mỉ và đẹp nhá. Đấy, nhà em vẫn để tình trạng mộc để nếu như các bác có ý định làm cái việc khác thì vẫn còn ok ạ. Mã số sẽ là 905. Kích thước sẽ là một chiều cao là 1m1, rộng là 70 và chiều sâu là 47 ạ. Chiều sâu 47 nhá. Đấy, nhà mình ngắm luôn này. Một mặt ở đằng sau là nhà mình chơi lũa cho em ạ. Đằng trước mình chơi nu gai nhá. Đấy, em giữ nguyên cái mặt đấy một chút. Đây các bác soi một chút cái chỗ này cho em này, rất là đẹp mẫu này nha. Mã số 905 các bác ạ. Rồi. Mẫu này thì các bác nếu mà mình đặt đứng mình có về mình muốn đục vẫn được nhá. Mình làm hàng đục thêm vẫn ok luôn. Đấy nha, em mới chỉ dựng cảnh lên dáng cho các bác thôi. Mã này nặng vào rơi vào khoảng cỡ tầm 75 cân. Đấy, cả chân đế luôn.